À, thầy lái xe về rồi mà, xe về hồi sáng quá. Nè, Thanh còn cái vụ chị nói con Phúc vẫn để xe không, hôm đem về thì ông kêu ông hỏi mấy lần thì ta nói là ông Phúc về rồi, dắt xe vô chị nói rồi đó, mà ông cứ dắt ông để bên đây xong để bên kia, xong chập cái ông đi về ra. Một phút làm khách thì nó làm chi mà lâu ghê đó, cái làm chi là ráng về bãi đời rồi mà chứ. Sáng kia tôi kêu ông trời, tôi nói ông 3 lần 4 lần là không bị chi rứa. Nói chi nó đang chán xong làm đang cho cháy luôn đi, chán xong vẫn cười tươi ghê không. Huy nhớ gì luôn, vì vừa rồi đẹp quá nên về qua tiếp đó. Nhà nhìn Huy luôn luôn nhìn vẫn có thấy nhỏ nhỏ thôi nghe. Ờ, kiểu nhớ nhận hồn nhiên á. Mà hồn chữ cũng hồn nhiên dễ thương lắm. Không chửi.
món gì ấy, mì đâu mì vương sơn lô. Phương là kiểu khác mà Huy là kiểu khác. Phương là tới, là tới là mới khỏi thở luôn. Còn là Huy chửi là khó chịu lắm. Được, được. Huy qua thường xuyên được. Không phải quay thường mà quay đâu. Bữa nay cũng nói nhiều nữa. Ủa bên kia không mặc điều hòa hả? Bữa ngày ấy thì lại bật mà ngày hay là không bật. Mấy ngày nay nên bật để sẵn nữa. Sáng giờ chưa bật bên kia luôn đúng không? Ngày nay ế luôn. Cái ngày nay đang vắng thì là thường. Cho trung thu giờ chưa xong. Hả? Đêm cuối. Chơi ác. Chơi đầu tuần cuối tuần. Vậy. Sao cái giường mỗi gần xong không à? Trời, cũng dễ thương. Chị nghĩ còn hai cái nữa là xong. Nãy tưởng hai cái là được bốn. Tối nay em bay hay mai em bay Huy? Em mới đáp. Ủa trời ơi. Mai là tối em vô Hội An làm sự kiện ngày thứ hai đến thứ ba em bay về. À. Mới đáp luôn. Bay qua biển. Dễ sợ rồi. Mới đáp được thăng trên sông quá tùng rồi đó hả? Bữa hôm nến trừ tùng rồi đó hả? Nhanh ghê trời. Ủa? Chị thấy giống như là Huy mới gái mấy ngày luôn á. 21 ngày ở tuần. Do vậy thấy nhanh quá kìa. Tuần sau không về, tuần sau đỡ về đi. Kêu ai? Phúc à? Khách Phúc à? Về đó. Mình em biết khách của Phúc luôn. Nam hay nữ? Người ta đoán không phải nam nữa. Hôm đầu ta là ta biết liền. Có Hằng khách nam nhiều đúng không? Mấy khách nam nhiều đúng không hả? Hả? Chị có khách yêu cầu nam nhiều. Ai ép ư? Con á. Còn Trinh? Em nam nữ yêu cầu. Trinh có nữ yêu cầu chưa? Dạ có rồi.
Có khách yêu cầu là chưa ai khen, tự khen ngon lành.